Dạ nhiều lắm mày, có 2 chén cơm luôn á. Dạ mặt mày màu rồi. Hồi đó lỗi xong trần. Trần luôn. Đó trần mà mắt chấm nơ luôn. Ừ. Đó chỉ là tuần đầu tiên tôi qua là mắt chấm tư. Trắng xong trần nó được rồi. Dạ im mày. Sửa phát nhà mới ở nó sao? Khỏe rồi. Bỏ đất lăn đã luôn rồi. Dạ lo rồi. Bỏ đất cho lăn. Mà bác không có chuyện được hả? Thì bà nói được mà bà nói gì đâu không ạ? À? Như nói lúc mới bác á. Không hiểu không biết gì chứ, muốn nói nè. Thì hồi nói nó nói nó bị tai biến nó mới bị hết luôn á. Dạ. Nó bị tai biến nó đi qua cái thằng kinh nói nè. Bây giờ nghe hiểu không? Cũng biết. Cái gu vậy đó. Bị não luôn. Có cái thì cũng biết, có cái không biết. Có cái thì nghe nói cái cười. Cười đâu. Cười mà giả cái gì thấp á. Nói chúng cái gì cái làm cười. Nói gì đang chọc hoài luôn. Ngày đêm. Cho nó cười. Thì ngồi nói chuyện kể chuyện không biết chúng nó cái gì. Kể dụ gì có ông thấy chúng cái ông. Đúng cái cười. Ta phong độ lắm mà, nó nhà hay lắm. Ngày xưa là phong độ lắm ha. Đúng rồi. Cha đi đá xa chứ bữa xưa nó lộng gái nó ra tiếng chân gái. Hello, Thanh Vũ xin chào anh chị và các bạn. Thanh Vũ cũng rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trên kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Thì ngày hôm nay thì Thanh Vũ cũng về lại U Minh để thăm lại anh Ngân Phúc. Và bên cạnh đó thì Thanh Vũ cũng cập nhật lại sức khỏe của anh Ngân Phúc để mà chia sẻ đến anh chị và các bạn coi ngày hôm nay coi sức khỏe của anh như thế nào hết anh chị và các bạn. Và ngay bây giờ thì Thanh Vũ cũng mời anh chị và các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ vào thăm anh Ngân Phúc nha. Xin mời. Ăn cơm đó. Bắt đầu ăn cơm chưa hả chị? Dạ. Ăn cơm chưa rồi, tới giờ cơm chưa rồi. Tới giờ là 11 giờ rồi. Chơi thì mấy bên giờ mình không lên xe. Xe mà ướt rồi. Giặt rồi. Thành ra tạm thời nằm đây. Dạ. Nằm ăn luôn. Ăn cơm với gì chị? Dạ. Ốc heo, cá. Bí đỏ, cá khô tiêu. Kia. Này cho nó cho rau nấu canh gì đó. Có đường này. Bữa nay ăn ngon miệng không anh? Bữa nay ngon không? Ăn ngon không? Ăn nhìn thấy ngon miệng quá nè. Ăn ngon lắm. Gì chứ ăn là ngon lắm. Ngon gì mới đầy đủ dinh dưỡng, mau khỏe. Khỏe dần dần lên này. Tháng mà có da có thịt lại chứ. Cả chừng 3 tháng nay vậy hả? 4 tháng vậy vậy? 4 tháng. Heo ăn heo. Thank you.
ảnh thì không chừng biết quay, đang quay ảnh hay chị Kiều quay gì biết rồi. Múc còn nhanh hơn nữa ha. Tự múc nhanh nữa. Vô bình thường đi. Lì không? Nè, he he, lì không? Biết, vô nha. Biết chạy đi vô thì vô chưa? Đi vô chưa? Đi. Ăn được nhiều lắm vậy, có 2 chén cơm luôn á. Mặt mà lại rồi. Thôi đập đó lại xong dần. Dần luôn. Đó xin dần mà mắt chấm lơ luôn. Đó hình như là lần đầu tiên tôi qua là mắt chấm tư. Chấm xanh chậm nó đều chưa. Là yên mà. Sữa có nhập máy ở nữa nha. Mới có gặp rồi bỏ xuống đất lăn đã luôn rồi. Nhẹ lo. Bỏ xuống đất cho lăn. Mà bà má đang nói chuyện được hả? Thì bà nói được mà bà nói gì đâu không ạ, như nó là lúc mới phát đó. Không hiểu không biết gì chứ cũng nói nó nói à. Nó nói nó bị ta biến nó mới bị ấy luôn á. Dạ. Nó bị ta biến nó mới qua cái thần kinh nói nè. Giờ nghe hiểu không? Quý. Cái gu gì đó. Cái thì cũng biết, có cái không biết. Có cái thì nghe nói cái dễ cười, cười, cười từ đầu. Cười còn giả cái gì khóc đó nha. Đúng rồi. Đó là nói chúng thì diện cái làm cười. Bởi vì đang chọc hoài luôn. Ngày tiên. Ngày tiên ngồi nói chuyện kể chuyện không biết chúng ông cái gì. Kể vụ gì có ông cái chúng gì ông. Đúng cái cười. Ta phong độ lắm mà, ta ca hay lắm. Ngày xưa là phong độ lắm ha. Đi đám trai với ông Bích Sơn, lòng gái nó gà tiếng gà gái. Giả gái được luôn. Gà tiếng gà gái được á. Hay hả. À. Giống như đang giờ nổi đó, có ai nổi mà lên ca TikTok đó. Nó bận đồ á, phần nửa con gái, phần nửa là nam. Tới ca nam thì quay bên kia, ca nữ thì quay trở lại. Hay chứ. Đẹp quá. Khi nào lấy lại phong độ đi anh, nói ai? Từ từ đi. Nó bập bập được một tiếng rồi đó. Tự nhiên phát lên nói nha. Cái đầu tóc cười lên luôn à. Nó không được cái cười đâu hả? Người ta nghĩ này mà ta mở miệng ra ta nói bên kia. Nói nó không trúng ngay chàng cái mà muốn nói. Đang nói cái thấy lãng lãng cái gì tóc cười lên. Tao muốn nói này mà sao nói ra tiếng ra tiếng kia thành ra mắc cười quá cười chứ vậy. Nghĩ cái này mà nói cái kia không à. Rồi. 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 Ổng nghĩ này mà ổng nói kia cái nói rồi cái ổng nói sai rồi mà nói nhiều nhiều nha sai rồi làm gì đó ổng nghĩ lên đây mà ổng nói bên kia bây giờ cũng mình nuôi người bệnh biết mình cũng biết thôi đi về dạ. Rồi mua chuối gì giữ ra cho tôm ăn hả? Ở trong 16 người ta cho đó rồi phải đi cho đó đủ hải rồi về làm cho gì nguyên một bò luôn cho heo nguyên cái cá rồi ăn bò mà đốt quá trời nhiều luôn rồi sao ăn xiết
Khó được. Ăn nhanh mà xương lừa ra được gì cũng là hay á. Sao? Thấy là nên cho má. Thấy rồi. Một xíu vậy đó. Thường thường quay đâu bao giờ thấy đâu phải không? Hồi đó giờ đâu có ai thấy. Quay anh thấy anh hình trong đó đâu. Bây giờ thấy. Dùng từ không đúng là ốc còn bỏ ốc. Tới Tết bắt đầu đây, tới Tết chuyện nói chuyện được à. Đang giờ thì bắt đầu bật khỏe, bật khỏe rồi. Tết ăn nói chuyện là Tết linh đình luôn à. Cười cười nói cho mọi người nghĩ à. Thank you.
hai ba, cười lên chụp nè, nè. Chúng ta cho anh trái này nè, nè biết trái gì, trái gì không? Cái dưa gan nè, cái này người ta cho anh nè, cho không nhớ quá. Lại đây kiếm ăn hả? Kiếm ăn bị quýnh rồi. Lại kiếm ăn hả? Quýnh cho một coi nè. Ngon, lại đây nữa đi. Ôi da, lại nữa đi, lại nữa đi. Quýnh chó mà quýnh mà quýnh vô trong cây. Quýnh vô cây luôn rồi trời. Chó này chạy nhanh quá trời luôn rồi, quýnh không lại nữa. Trời ơi, nó phá động trời luôn vậy. Ăn cũng lại phá, uống lại quá. Phá quá. Quá trời phá, ăn. Quýnh nó được không? Đó nó còn gì nữa đó. Nó còn gì nữa, cái gì hoài chứ. Nó còn lấy con kia hoài luôn. Tắm rồi bố thúi gì. Đó đó, đem lại đây, quýnh con chặn nữa nè. Ờ, chạy, 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 chạy. Quá, tôi chạy. Tại đây nè hả? Tại đây ăn nữa chứ gì. Con chó này nghe lầm. Quýnh đó ngày cũng mệt. Lại tối ngày ăn dụng phá này má nọ, ăn hết này tới kia đúng không, ăn tay con nữa mà. Trời ơi, ăn tới tay heo luôn. Đau không? Nó ăn tay heo luôn, cắn chứ cắn tay heo đau không? Heo răng nó nhỏ không đau, răng nhỏ nhỏ không đau ha. Răng sáu mới đau đúng không? Sáu cắn chắc đau lắm mà. Răng bà sáu này mới đau là y răng bự bự không. Lại nữa hả? Lại nữa hả? Lại nữa hả? Ngon rồi. Mày ngon nè, lợi nữa hả? Chó không la mà heo la. Đây, quýnh chó mà heo la ngộ vậy ta. Ủa nãy giờ tôi hoài vậy? Quýnh chó không cho gì? Hồi đó hả? Mới mắc bệnh hôm chó về nuôi. Tới nó nằm nhỏ nó không biết rồi mới đem gì đây trả nè. Ôi, nuôi dữ lắm, tắm tối thích chó ngày lắm hả Diễn à? Ừ, thích nuôi con này kia. Đánh chó. Uống đắng nè, đắng rồi, nhăn mặt hết rồi. Đắng ha anh, nhăn. Cái gì vậy mẹ? Cái gì nhăn, nhăn mặt quá. Thuốc của Cao Trung Sơn. Thuốc nhã đen. Ờ, nhã đen ấy gì? Ngải đen, ngải chống độc. Cao Trường Sơn. Cười đâu? Trời, mệt chết. Mới đánh chó cười nè. Lỡ mình luôn. Lỡ ngồi hút lỡ mình luôn. Nghệ sĩ Phước lỡ mình luôn. Ngốt hả? Lỡ mình luôn. Kẹo lâu quá vậy, nhiều quá vậy. Bữa nay pha kẹo hả? Nhiều nữa. Kẹo. Bữa nay mạnh là chú uống nhiều nhiều. Nhiều chút. Đủ đô. Vậy mới đủ đô mà. Chiều đi thăm ông ngoại hả mẹ? Ừ, chúc nó đi thăm ông ngoại nữa nè. Chúc đi thăm. Ổng bị gì mà bà nằm viện vậy? Ổng bị mệt á. Mệt. Với tăng huyết áp với đường cao nó mệt á. Ờ. Huyết áp với đường. Hay quá ha. Lấy ý nghĩa là sao? Đang giả tập lời học mất lòng. Con giải thích được không? Dạ. Giải thích làm sao? Câu đó nói lời câu sao? Câu đó ý nghĩa là sao? Thuốc đắng nè. Ừ à, là sao? Đắng là đắng. Đắng thì mau hết bệnh. Sao uống nhiều vậy? Sao không? Xong. Rồi
con nào lại đây quậy nữa đây. Ngon con nào lại đây quậy. Đi hết đại tới phút đó. Nó kêu. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Mẹ ơi, rồi con mà ở trong con đánh đào nó chết đi. Dòm hoài vậy giật mình à. Cửa đề nghe hay ha, quá ha. Cười giống trâu. Bình luận gì kỳ vậy? Ai bình luận vậy? Ai bình luận kỳ cục vậy? Trâu. Cười giống trâu luôn hả? Trời đất ơi. Trời ơi, tôi trâu mà. Lúc nào trong miệng còn cỏ. Ôi gì vậy? Giờ thì Thanh Vũ xin kết thúc video tại đây. Thanh Vũ cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết những cái video này. Và Thanh Vũ cũng rất mong anh chị và các bạn yêu quý kênh cũng như quý Thanh Vũ. Anh chị các bạn chưa đăng ký kênh thì anh chị các bạn có thể đăng ký kênh. Anh chị các bạn có thể cho Thanh Vũ xin một cái like hay là một cái lời bình luận nào đó để giúp cho Thanh Vũ có thêm nhiều cái động lực để mà làm được cái nhiều video hơn nữa. Bây giờ thì Thanh Vũ cũng xin chúc cho anh chị các bạn luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Đặc biệt nhất đó là đạt được tất cả những gì mà mình mong muốn. Và xin chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.